Xin chào các bác nhé, xin chào các bạn nhé. Trước hết là cảm ơn các bạn đã xem cái video của tôi nhé. Thì trong cái video hôm nay xin nói về cái một cái chứng bệnh mà có lẽ là nhiều người mắc phải và nhiều người cũng còn chưa chữa được. Tuy nhiên có một số người thì may mắn là đã chữa khỏi cái bệnh này. Thì cái chứng bệnh của nó là, tôi xin đọc nguyên văn của một bệnh nhân nhé. Là em thường xuyên ớn lạnh, nổi da gà và mệt mỏi và hồi hộp nữa. Tức là cái em này thì em mới bị tên là Trung, em mới bị cái chứng là lúc nóng lúc lạnh trong người và thường xuyên là cảm thấy là ớn lạnh, nổi da gà. Cái chứng bệnh mà bác biết rằng nó bị ớn lạnh ấy và nổi cái da gà lên ấy, chứ là cái chứng hơi sợ lạnh, hơi sợ lạnh. Thực ra thì khi mà gặp gió lạnh chẳng hạn thì sẽ có cái triệu chứng này nha. Thì thường xuyên ớn lạnh có nghĩa là hơi sợ lạnh, sợ gió lạnh, nổi da gà và mệt mỏi và hồi hộp kèm theo cái chứng là lúc nóng lúc lạnh nữa. Tức là người lúc nóng lúc lạnh nghĩa là nó cái cơn lúc nóng lúc lạnh. Thì khi mà đọc đến cái cơn lúc nóng lúc lạnh này thì biết rõ ngay là bệnh nó nằm ở cái vùng bán biểu bán lý nha. Theo đông y là như vậy. Thế còn theo tây y thì người ta sẽ nói rằng đây là cái hội chứng rối loạn thần kinh thực vật, rối loạn thần kinh tim nhé. Các bác để ý rằng do cái tôi đang quay bằng cái điện thoại phía trước màn hình là nhìn thì nó lệch một chút nhé, các bác thông cảm. Nhiều khi nó như vậy. Tôi có cái thói quen là hay nhìn vào cái màn hình nhưng mà không hay nhìn vào cái camera. Nếu mà nhìn vào cái camera thì nó đúng hơn. Để chúng tôi sẽ thử lại cho nhìn nó như thế nào. Chắc phải nhìn vào cái camera. Camera thì nó mới đúng. Rồi thì đang nói tiếp với các bác là cái nóng lạnh và nổi da gà thì là nó là chính là cái ớn lạnh nha, và cái sợ lạnh. Hai nữa là cái triệu chứng là lúc nóng lúc lạnh là cái cơn nóng cơn lạnh trong người mình. Bệnh thì nó nằm ở vùng bán biểu bán lý. Còn ngoài ra thì nó còn có cái chứng là mệt mỏi và hồi hộp nữa. Cái triệu chứng mệt mỏi này thì thường nó xuất hiện ở thần kinh tim nhé. Đa phần những cái mệt mỏi nó đều nằm ở thần kinh tim hết. Đấy. Ví dụ như cái bệnh về tim, trong đó có cái bệnh về suy tim thì các bác sẽ thấy một là suy tim thì nó có cái thường có cái dấu hiệu là phù chân là một, rồi có cái dấu hiệu thứ hai là cái dấu hiệu mệt mỏi. Nó có mệt mỏi thì nó theo từng cấp độ, cái này các bác có thể đọc trên Google có rất nhiều. Ví dụ như là leo cầu thang hoặc làm việc gì bắt đầu nó mệt rồi, hoặc là chỉ ngồi không thì nó cũng mệt. Đấy, ngồi không nó mệt rồi, đó là cái cấp độ nặng nhất của cái bệnh suy tim. Vậy thì cùng một lúc là bạn này bạn chung người bạn mắc khoảng ít nhất là hai bệnh liền. Thứ nhất là bệnh lúc nóng lúc lạnh, bệnh phần bán biểu bán lý, và thứ hai nữa là cái bệnh mệt mỏi và hồi hộp, đây chính là cái bệnh của cái thần kinh tim. Nếu như vậy là nếu như mà đông y người ta tây y người ta kết luận là sẽ gồm có hai chứng bệnh, một là rối loạn thần kinh thực vật và hai là rối loạn thần kinh tim. Vậy thì khi mà dùng thuốc chữa thì nếu mà dùng một loại thuốc chữa nóng lạnh ấy, thì cái mệt mỏi và hồi hộp nó rất là khó chịu. Khi mà các bác nào bị cái thần kinh tim ấy, các bác sẽ thấy rằng cái sự mệt mỏi và hồi hộp nó rất là khó chịu và cảm thấy như con người mình nó như người giả vờ. Thậm chí có những người béo tốt rất là đẫy đà, nhìn bên ngoài không vấn đề gì nhưng mà căn bệnh thì nó khiến cho người ta như kiểu giả vờ, rất là mệt mỏi. Chẳng qua đó là cái thần kinh tim nó bị ảnh hưởng nhé. Thì khi mà dùng thuốc thảo dược của bên chúng tôi ấy, thì thường là dùng tầm khoảng 20 thang nhé các bác nhé, không 10 thang thì ít quá không ăn thua, nhưng mà 10 thang là đã có chuyển biến, nhưng còn 20 thang bắt đầu nó đỡ và 30 thang thì gần như là ổn. Đấy. Thậm chí có những bác chịu khó điều trị thì các bác có thể điều trị hơn nữa, vì càng uống thì nó càng khỏe, nó tùy theo cơ địa. Ở đây thì tôi có một bạn Trung ở Bình Phước ấy. Bạn ấy là thường xuyên ớn lạnh, nổi da gà và mệt mỏi kèm theo cái triệu chứng là lúc nóng lúc lạnh nữa nha. Thế nhưng mà qua khoảng 10 tháng đầu tiên ấy, thì bạn ấy thấy rằng cái dấu hiệu nó bớt rất là nhiều. Đấy, tôi sẽ đọc nguyên văn của bạn là: thầy cho em hỏi em cứ lúc nóng và ớn lạnh nha. Rồi em thường xuyên ớn lạnh, nổi da gà và mệt mỏi, mong thầy giúp đỡ. Xong đó thì tôi đã điện cho em và tôi đã hỏi kỹ các chứng bệnh rồi sẽ làm thuốc. Làm thuốc rồi thì sau khi uống thuốc một thời gian thì
bạn nói rằng em uống thuốc thấy bớt rất nhiều rồi và muốn lấy thêm, mà chúng tôi ok và cắt cho em thằng lần thứ hai uống xong thì em ấy cũng nói rằng em ấy bớt và em ấy khỏe rất là nhiều rồi. Rồi em ấy uống uống lần thứ ba, tôi tin là chắc là lần thứ ba là em có sẽ khỏe hẳn rồi, thì em cũng gần như không lấy nữa. Bởi vì tôi nghĩ rằng đối với chứng bệnh mà đã bạn chung người bạn đáp ứng được như thế thì nó là rất là khỏe. Thì nói có sách mách có chứng, tôi sẽ đưa cái đoạn hình ảnh lên cho các bác và các bạn xem cùng nhé. Đấy, sẽ chèn vào trong cái video này. Thế còn thì bây giờ thì chúng tôi sẽ giới thiệu cái qua về cái thang thuốc cho các bác xem cái hình ảnh của cái thang thuốc nhé. Đấy, thang thuốc này nó có cái đặc điểm ấy là dùng để chữa bệnh là lúc nóng, lúc lạnh, rồi thường xuyên ớn lạnh, nổi da gà, mệt mỏi. Đó là triệu chứng của toàn bộ cái thang thuốc này. Thì xin giới thiệu tới các bác và tới các bạn cái thang thuốc nha. Mời các bác và các bạn cùng xem cái video nhé. Xin chào các bác nhé. Xin chào các bạn nhé. Trước hết là cảm ơn các bác, cảm ơn các bạn đã xem cái video của tôi nhé. Thì như giới thiệu ban đầu, lúc đầu video á, thì chính là cái đây là cái thang thuốc mà gửi cho một người khách thì là chung chữa cái bệnh là lúc nóng, lúc lạnh nhé. Kèm theo các cái chứng là ớn lạnh, nổi da gà, rồi người mệt mỏi, tim đập hồi hộp. Như vậy là cái thang thuốc này là một lần chữa là nó chữa được hai cái bệnh nhé. Một là cái bệnh lúc nóng lúc lạnh hay gọi là rối loạn thần kinh thực vật, và cái bệnh thứ hai nữa là ở mệt mỏi hồi hộp, đó chính là cái thần kinh tim nhé. Mệt mỏi hồi hộp thì nhiều khi nó kèm theo cả cái cảm giác là lo âu, suy nghĩ lung tung nhé. Đấy. Sau này thì chúng tôi sẽ nói kỹ hơn về một cái thang mà nó có nhiều cái tác dụng hơn một chút nữa, nhưng nó cũng khá là giống với cái thang này. Thì trong cái thang thuốc này thì nó có các thành phần như là đại táo này, rồi quế chi này nhá, rồi nhân sâm này, và nhất rất nhiều các loại thảo dược khác. Thì hình dạng cái thang thuốc là như thế này. Đấy, một cái thang thuốc này khi mà dùng thì các bác phải cho thêm một ít gừng tươi và các bác sắc nữa nhá. Một thang này thì các bác dùng tối đa được 2 ngày nhá, không được dùng lâu hơn nhá. Còn các bác là có điều kiện thì nên dùng 1 ngày một thang là tốt nhất nhá. Thì thang này ấy, như nói giới thiệu các bác đầu ấy, là nó có tác dụng là chữa cái cơn nóng, cơn lạnh này, ấn lạnh, nổi da gà này, rồi mệt mỏi hồi hộp này, sợ sệt này, rồi lo âu, rồi tim đập nhanh hồi hộp nhé. Túm lại là nó có 2 chức năng, một là rối loạn thần kinh thực vật và thần rối loạn thần kinh tim. Thì xin giới thiệu tới các bác và các bạn là sơ bộ cái thang như vậy. Các bác hoặc anh chị có nhu cầu mà mua cái thang thuốc này hoặc có cái bệnh lúc nóng lúc lạnh trong người ấy, thì vui lòng liên hệ với Thảo Mộc HT qua số điện thoại là 0932 340 045 để chúng tôi sẽ tư vấn cho các bác cụ thể hơn nhé. Yeah. Vì mỗi bác một chứng bệnh, mỗi người một chứng bệnh khác nhau, cái thang thuốc nó có thể gia giảm. Có những bác thì đại tiện lỏng lát, có những bác thì ngày đi vài lần, có những bác thì đại tiện táo bón, có những bác thì đại tiện nó lại dính dính. Thì tùy chứng mà có mỗi người có một cái cách điều chỉnh cái thang thuốc cho nó phù hợp. Đấy, thì xin giới thiệu tới các bác và tới các bạn là cái thang thuốc này. Thì xin cảm ơn các bác, cảm ơn các bạn đã xem cái video của tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác và các bạn trong những cái video tiếp theo nhé.